Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Trong chuyên mục kỳ này, sau phần điểm tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị, đồng chí và các bạn phóng sự học viên Học viện Biên phòng đến biên cương góp sức phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Tại các nơi đến, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cao Bằng trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, đồng thời đánh giá cao tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn, gian khổ của cán bộ chiến sĩ trong phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tích cực tham gia phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang với tổng trị giá quà tặng là 200 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lan Anh tại Bà Rịa, Vũng Tàu tài trợ. Thưa quý vị và các đồng chí, mới đây, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng và Trường Chính trị Hoàng Đình Dông phối hợp tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho 116 đảng viên mới là chiến sĩ nghĩa vụ và 4 đảng viên mới là cán bộ thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Cao Bằng. Sau thời gian 20 ngày học tập tại Trường Chính trị Hoàng Đình Dông, lớp học đã thực hiện đầy đủ nội dung chương trình đào tạo theo quy định với 2 học phần, 22 chuyên đề và 2 bài kiểm tra nhận thức hết học phần. Quá trình học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhiệm vụ của người đảng viên và công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đảng viên mới được bồi dưỡng kiến thức về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã, công tác quản lý hành chính, tư pháp, đất đai, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, qua đó góp phần tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, đặc biệt là các xã biên giới của tỉnh. Qua kết quả học tập rèn luyện của học viên, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho đảng viên mới là chiến sĩ nghĩa vụ trong Bộ đội Biên phòng Cao Bằng năm 2020, Hội đồng xét tốt nghiệp của trường đã công nhận 100% học viên tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ. Tại buổi bế giảng, lãnh đạo Ban giám hiệu Trường Chính trị Hoàng Đình Dông đã trao chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước năm 2020, đồng thời tuyên dương và tặng giấy khen cho 4 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Thưa quý vị, đồng chí và các bạn, tỉnh Cao Bằng có trên 333 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đường xá đi lại khó khăn, khí hậu thời tiết rất khắc nghiệt. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 124 tổ chốt kiểm soát ngăn chặn phòng chống dịch trên biên giới. Đặc biệt là tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới ngày càng gia tăng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường trên 500 cán bộ học viên Học viện Biên phòng và Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho Bộ đội Biên phòng Cao Bằng trong thời gian qua để tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ học viên biên phòng có cơ hội cọ sát với thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân để mai này cống hiến cho lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tại tổ chốt kiểm soát ngăn chặn phòng chống dịch COVID-19 khu vực mốc 566, 567 thuộc đồn biên phòng Cô Ba, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng quản lý, hạ sĩ Hồ Văn U, quê ở Quảng Trị, học viên năm cuối, Học viện Biên phòng cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cô Ba đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Điều kiện sinh hoạt của những người lính biên phòng trên các điểm chốt chặn rất khắc nghiệt. Mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè lại nóng cháy da, bỏng thịt, thiếu thốn đủ bề, đường đi lại khó khăn vất vả. Thế nhưng, với trách nhiệm của người lính biên phòng là canh gác sự bình yên nơi biên giới, các anh luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
với hạ sĩ Hồ Văn U cũng vậy. Nhận nhiệm vụ tăng cường lên Cao Bằng, lần đầu tiên lên miền núi, anh không khỏi bỡ ngỡ, đặc biệt là điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn tại tổ chốt kiểm soát này. Trước khi lên đây, chúng tôi đã được học viện cho học các kiến thức cơ bản về cách phòng chống dịch và những tác hại của dịch và một số kiến thức nghiệp vụ về trinh sát và về vận động quần chúng, giúp cho chúng tôi có những kiến thức căn bản nhất để có thể có ích trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với tôi thì sẽ có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đáng nhớ nhất chắc là những khó khăn mà mình đã từng trải nghiệm. Đấy là những hành trang để cho tôi có thể rút kinh nghiệm, làm hành trang cho tôi sau này có thể là có thực hiện mọi nhiệm vụ, có thể trải nghiệm hết những điều mà rất là bổ ích trong cuộc sống. Với trên 500 cán bộ học viên được chia thành 3 đợt đã có mặt trên toàn tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng trong 2 đợt dịch COVID-19 bùng phát. Cơ bản các anh là những học viên đang ngồi trên ghế nhà trường, đang học những kiến thức cơ bản. Được đi thực tế, thực tập ở nơi biên giới là cơ hội để trải nghiệm, rút ra bài học thực tiễn, là hành trang bước vào môi trường mới, nhận nhiệm vụ mới. Trung sĩ Nguyễn Văn Thi quê ở tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là lần đầu tiên anh lên vùng núi thực hiện nhiệm vụ. Với Thi, những kiến thức được học tại học viện là kiến thức cơ bản, giúp các học viên có nền móng vững chắc trước khi nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới khi ra trường. Còn với chuyến thực tế đặc biệt này, cũng sẽ là những trải nghiệm quan trọng mà không phải trường lớp, thầy cô nào cũng có thể truyền đạt hết cho học viên được. Những khó khăn vất vả, thiếu thốn mà những người lính biên phòng đã và đang chống chọi tại các tổ chốt kiểm soát như thiếu nước sinh hoạt, không điện, không sóng điện thoại, đường đi lại khó khăn và rất nhiều những trở ngại khác. Nhưng các anh đã vượt qua. Sức trẻ của người lính biên phòng đang cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên biên giới. Đặc biệt các anh đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời dòng người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Kể từ khi mà nhận được nhiệm vụ của học viện cũng như là của Bộ Tư lệnh giao cho chúng tôi là lên tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID, thì cơ bản lên đây thì cũng gặp nhiều khó khăn về điện, nước cũng như là chỗ ở. Tuy nhiên thì anh em chúng tôi luôn nêu cao tinh thần, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thì tại các láng trại, các chốt của anh em chúng tôi thì lúc nào cũng túc trực 24/24 để mà hoàn thành nhiệm vụ phòng chống người xuất nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa. Kiến thức rất là rộng lớn, mà đôi khi mà trong khi được học và được trang bị tại học viện là tôi chưa có được. Và bên cạnh đó thì để thực hiện nhiệm vụ được tốt thì tôi được sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng và đặc biệt là ban chỉ huy đồn biên phòng Tống Cọt đã vượt qua được những khó khăn ban đầu để xác định ổn định tư tưởng, xác định được nhiệm vụ chính trị trọng tâm là phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó là thực hiện nhiệm vụ thực tập năm cuối, thì tôi đã xác định tư tưởng và động viên các đồng chí học viên thực tập trong tổ của tôi là để xác định được nhiệm vụ, để hoàn thành được nhiệm vụ một cách tốt nhất. Còn học viên Đặng Hoàng Khang, quê ở Kiên Giang, năm nay là năm học cuối cùng của anh tại Học viện Biên phòng. Anh được phân công tăng cường thực tập thực tế tại đồn biên phòng Quang Long, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng. Tại đây, đồn biên phòng đang là điểm nóng về tình hình xuất nhập cảnh trái phép trong thời gian gần đây. Đã mấy tháng nay, cán bộ chiến sĩ nơi đây không có ngày ngơi nghỉ. Khang cũng là một trong những người lính tham gia canh gác biên giới, cũng ăn lán, ngủ rừng và những đêm thức trắng để làm nhiệm vụ. Có lẽ với một thanh niên ở miền Nam đi thực tế tại biên cương miền núi phía Bắc, với một môi trường khá khắc nghiệt, địa hình phức tạp thì những ngày đầu sẽ phải tự điều chỉnh để dần thích nghi với một môi trường mới, hoàn toàn khác với học tại trường, qua những bài giảng lý thuyết của giảng viên và những bài học quý báu qua thực tiễn được trực tiếp tham gia sẽ là bài giảng, là kiến thức và hành trang ban đầu để sau này Khang và đồng đội bước vào làm người cán bộ biên phòng sau khi hoàn thành 4 năm học tại học viện. Bản thân em là học viên, thì ở học viện thì chủ yếu là được học các chương trình lý thuyết và được các thầy, các giảng viên và các
chỉ huy thì quán triệt về các nhiệm vụ ở ngoài biên giới như thế nào. Và khi mà được đặt chân đến đây thì bản thân em là người ở miền Nam, được ra Bắc thì thứ nhất là khó khăn về thời tiết, mình phải thích nghi. Và thứ hai là công việc ở ngoài thực tiễn thì nó khác so với ở trường. Khi mà mình học trên lý thuyết thì các tình huống mình xử lý thì nó sẽ dễ dàng đảm bảo hơn và mình biết được cái quy trình hơn. Khi mà ra vào thực tế thì có những trường hợp thì mình không thể mà đón bắt được. Vâng, qua chuyến đi thực tế này thì giúp em rút ra được nhiều kinh nghiệm để là kiến thức nền để cho bản thân sẽ được học tập tốt hơn ở các môn học tiếp theo ở học viện, và cũng đúc kết được kinh nghiệm cho bản thân mình sau này sẽ là người sĩ quan cán bộ biên phòng, trên cương vị nào mình cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 chưa có hồi kết thúc. Vì vậy, trên tuyến biên giới, các chốt kiểm soát phòng chống dịch ngăn chặn dòng người xuất nhập cảnh trái phép luôn được duy trì 24/24 giờ. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ biên phòng của tỉnh Cao Bằng đang ngày đêm túc trực. Gần 9 tháng qua, họ không có ngày ngơi nghỉ. Trong sự gian nan ấy, có những người lính trẻ trên mọi miền đất nước chung tay cùng biên cương phòng chống dịch. Qua chuyến thực tế đầy kỷ niệm của hàng nghìn học viên chi viện lên tuyến đầu Tổ quốc này sẽ là hành trang để họ bước vào ngưỡng cửa mới, phục vụ cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới kỳ này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.